Chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học môn lịch sử. Bài 22, cuộc khẩn hoang ở đằng trong. Đây là sơ đồ thể hiện ranh giới đằng ngoài và đằng trong. Chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc khẩn hoang ở đằng trong diễn ra như thế nào. Bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé, các em. Để hiểu cuộc khẩn hoang ở đằng trong diễn ra như thế nào, cô có vài gợi ý sau. 1. Ai là lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang? 2. Chính quyền nhà Nguyễn có các biện pháp gì giúp cho công cuộc khẩn hoang? 3. Đoàn người khẩn hoang đã đi đến đâu và làm những việc gì nơi họ đến? Chuyện bắt đầu, chuyện chưa kể. Hành trình khẩn hoang. Trước thế kỷ thứ 16, từ sông Ranh vào phía Nam, đất hoang còn nhiều, xóm làng và cư dân thưa thớt. Từ lâu, những người nông dân nghèo khổ ở phía Bắc đã di cư vào đây khai phá và làm ăn. Đến cuối thế kỷ thứ 16, các chúa Nguyễn rất quan tâm đến việc khẩn hoang đất hoang, mở rộng diện tích sản xuất. Nông dân, quân lính được phép đem theo gia đình vào phía Nam khẩn hoang, lập làng, lập ấp. Những người khẩn hoang được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ, rồi chia thành từng đoàn đi khai phá đất hoang. Các đoàn người khai hoang cứ dần tiến về phía Nam, từ vùng đất Phú Yên, Khánh Hòa đến Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Đoàn người tiếp tục tiến sâu vào vùng đồng bằng sông Cửu Long ngày nay. Đi đến đâu, họ lập làng, ấp mới đến đó. Công cuộc khẩn hoang đã biến một vùng đất hoang vắng ở phía Nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng phát triển. Chuyện kết thúc. Chúng ta cùng sơ lược lại các điểm chính của cuộc khẩn hoang ở đằng trong. 1. Nông dân, quân lính là lực lượng chủ yếu trong cuộc khẩn hoang. 2. Chính quyền nhà Nguyễn có các biện pháp như nông dân, quân lính được phép đưa gia đình vào phía Nam. Họ được cấp lương thực trong nửa năm cùng một số nông cụ. 3. Đoàn người khẩn hoang đã đi đến tận đồng bằng sông Cửu Long. Đi đến đâu, họ lập làng, ấp mới đến đó. Lúc đó, từ Phú Yên trở vào, có rất nhiều dân tộc sinh sống như người Chăm, người Khmer và các dân tộc Tây Nguyên như Sơ Đăng, Sa Lai, Ê Đê. Người Kinh hay còn gọi là người Việt đã cùng với các dân tộc anh em sống hòa hợp với nhau, cùng đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống thiên tai và ách áp bức bóc lột. Nền văn hóa lâu đời của các dân tộc hòa vào nhau, bổ sung cho nhau, tạo nên nền văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, một nền văn hóa thống nhất và có nhiều bản sắc. Kết quả của cuộc khẩn hoang. Nhìn vào hai bản đồ trên, ta thấy cả hai bản đồ này đều thể hiện ranh giới đằng trong và đằng ngoài nước ta. Bản đồ đằng trong và đằng ngoài thế kỷ thứ 16, ranh giới đằng trong chỉ đến Phú Yên. Nhưng sang thế kỷ thứ 17 và thế kỷ thứ 18, ranh giới đằng trong đã mở rộng đến phía Nam, đến tận đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy, kết quả của cuộc khẩn hoang ở đằng trong về từng mặt như sau. 1. Về giới hạn diện tích đất, trước khẩn hoang chỉ tính từ vùng sông Danh đến Quảng Nam. Sau khẩn hoang, mở rộng đến hết vùng đồng bằng sông Cửu Long. 2. Tình trạng sử dụng đất, trước khẩn hoang, đất hoang hóa nhiều. Sau khẩn hoang, đất hoang giảm, đất sử dụng tăng. 3. Về làng xóm và dân cư, trước khẩn hoang, làng xóm dân cư thưa thớt. Sau khẩn hoang, làng xóm đông đúc và ngày càng trù phú. 4. Về dân tộc, trước khẩn hoang, chủ yếu là người Kinh hay còn gọi là người Việt. Sau khẩn hoang, có thêm người Chăm, người Khmer và các dân tộc khác. Như vậy, cuộc khẩn hoang đã làm cho bờ cõi đất nước được mở rộng, diện tích đất nông nghiệp tăng, sản xuất nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no hơn, các dân tộc sống đoàn kết và tạo nên nền văn hóa thống nhất, nhiều bản sắc. Qua bài học này, chúng ta cần chú ý các điểm sau. 1. Cuộc khẩn hoang ở đằng trong. Từ cuối thế kỷ thứ 16, các chúa Nguyễn đã chiêu mộ dân nghèo tiến dần về phía Nam khẩn hoang, lập làng. Cuộc khẩn hoang ở đằng trong được xúc tiến mạnh mẽ. 2. Kết quả của cuộc khẩn hoang, ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt. Ghi nhớ của bài học này là từ cuối thế kỷ thứ 16, công cuộc khẩn hoang ở đằng trong được xúc tiến mạnh mẽ. Ruộng đất được khai phá, xóm làng được hình thành và phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt. Bài học hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em.